giáo lý Phật giáo đã thấm nhuần trong đời sống của đông đảo người dân Việt Nam. Trong bất cứ thời kỳ nào của lịch sử, giáo hội cũng có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước với tinh thần hộ quốc gia an dân. Hơn 30 năm qua, giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng được củng cố, phát triển và lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện hòa hợp, đoàn kết thống nhất và tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó với dân tộc. Phật giáo Việt Nam luôn là một tôn giáo đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã động viên tăng ni Phật tử trong cả nước nêu cao đạo đức, thuần phong mỹ tục, hăng hái tham gia lao động sản xuất, thực hiện tốt pháp luật nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ công dân, nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, tham gia tích cực trong các phong trào cứu nạn nhân đạo từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Kính thưa quý vị đại biểu, những năm qua tại xã Hữu Đông chúng ta, các tăng ni Phật tử đã có nhiều đóng góp trong việc chung tay xây dựng quê hương, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Đây là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các Phật tử đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội. Hoạt động Phật sự đã có những đóng góp tích cực trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân Phật tử thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn toàn xã. Kính mừng đại lễ Phật đản năm 2017 Phật lịch 2561, Ủy ban Phật đản quốc xã Hữu Đông mong rằng các tăng ni Phật tử trong xã luôn đồng hành cùng dân tộc đoàn kết gắn bó trong mái nhà chung của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục phát huy những thành tích kết quả tốt đẹp đã được. Tăng ni tăng cường hơn nữa sự đoàn kết hòa hợp, tiếp tục thực hiện mục tiêu hành dương Phật pháp, lợi lạc cùng sinh, vận động Phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong phong trào thi đua nước, các cuộc vận động sống tốt đời đẹp đạo, chung sức xây dựng xã Hữu Đông phấn đấu trở thành xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2018. Kính thưa quý vị đại biểu, trong đại lễ trọng thể hôm nay, một lần nữa xin chúc quý vị đại biểu, thượng tọa Thích Tịnh Giác, ban trị sự Phật giáo huyện, trụ trì quý vị tăng ni, các Phật tử mạnh khỏe, an lạc, thành công. Kính chúc quý vị đón mừng đại lễ đại hoan hỷ và an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng cảm ơn. Chùa là dòng sữa ngọt ngào, cái tộc gợi thương muôn loài. Vâng, những lời phát biểu của đại diện quý cấp chính quyền đã nói lên sự gắn bó keo sơn giữa mái chùa với làng xóm nhân dân, giữa những người lãnh đạo đối với bà con nhân dân giáo dân cũng như bà con nhân dân là Phật giáo nói riêng. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu quý giá cũng như những lời động viên của quý vị đại biểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ phút này là giờ phút chính thức của buổi lễ hôm nay. Dâng hương tưởng niệm, kính dâng lên lời tán thán ca ngợi lên đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Chúng con thành kính cung tỉnh chư tôn thiện đức, từ bi hoan hỷ khởi thân quang lâm lên lễ đài để cử hành nghi lễ truyền thống A Di Đà Phật. Và trong nghi lễ quý vị chắc đây, xin cho khói đậm thơm kết thành mấy năm sắc
dâng lên khắp mười phương cũng vừa vô lượng Phật. Vô lượng chư Bồ Tát cùng khen thánh hiền tăng, nơi pháp giới dùng thông cước đầy xéo rừng rơm. Nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ, xin mời lời chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên theo đường giới định huệ, quay về trong tâm thức. Đệ tử chúng con nhân ngày Phật đản cung kính quỳ trước ra để đại chiêm ngưỡng bao bước Đức Phật sơ sanh, đại mừng kim thân của Đức Từ Phụ Tán Dương Công Đức Phật Thầy Bá Coi Sơn Tùng Hồng Danh Phật Giác Ngộ của muôn loài. Chúng con nguyện chánh pháp được lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi, người người từ bậc an vọng si mê tưới tâm từ bi hạnh phúc, làm lành lắng giữ hương yêu đùm bọc lẫn nhau, thế giới giúp nghiệp tinh cao muôn đời an vui giải thoát. Lại nguyện đời đời tiếp tiếp thường làm mà con Phật phát nguyên thuộc từ bi hộ trì thanh bảo ở mãi thế gian, sống trọn đời ở trong an vui tự tại, từ nay sạch hết áo phiền thoát vòng mê muội, nguyện cùng pháp giới chúng sanh tự chứng thành quả Phật. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Tâm đảnh lễ tâm tỳ ni viên vô thọ hạ thì hiện đàn sanh bồn sư Thích Ca Mâu Phật. Nhớ tâm đảnh lễ lâm tỳ ni viên vô thọ hạ thì hiện đàn sanh bồn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm đảnh lễ lâm tỳ ni viên vô thọ hạ thì hiện đàn sanh bồn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi nghe đuông về đàn soi quyền cứu muôn loài pháp luân thương tiền hay ta và thầy liền tâm chúng tạo sân tháng ma che mộng tấn hai điện lần của thần văn vương sân con thảo ba ba mươi hai tương hào vừa mười chín tuổi xuân lòng từ ái cực thường chỉ sớm trần quá mạnh thế ai hoàng quyền đắc tiền lời xuân gia sáu năm khổ hạnh rừng già mấy thống thiên tân thiện tòa chân thần cao quá hạng bồn tha quên ba cõi đều dậy tiếng hót ngân muôn vàng hãy nhờ lúc tế độ chúng con nguyện ra dứt bỏ dùng từ gian khổ đòi được tâm quan minh vui xin phòng cầu giang thần từ bi gia hộ chúng con cùng phán với chúng sanh trong thần đạo quả nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni cố nguyện tội chướng tâm tiêu trừ cái ta thường trên bồ tát đạo cao nguyện nam mô sư thích ca mâu ni chúng con hôm nay nhân khi niệm hồng văn mới xin nguyện chúc lên nguyện chúc đạo Phật sáng thêm pháp môn ngày càng tỏ rằng gió hòa mưa thuận đất nước bình yên các nơi thành thị nông thôn mọi nơi biết noi theo đường tu thiên nhiên được bao lệ an lành xã hội được tự do bình đẳng. Xin thôi ngọn gió từ bi âm lưu vào thế gian nóng bức đêm mặt trời trí về rạng lớn về ngự giữa không gian âm u khắp nơi đạo giải thoát được tuyên dương mưa phán thấm nhận chúng sanh đều lời lành loại nguyện chốn già lan có hương đạo đức cho cả muôn loài đi phục tựa thân tất cả quân linh âm linh trong cõi siêu hình bỏ ác làm lành quy y tam bảo phổ nguyện bốn lần tổng bao ba cõi đều nhờ tất cả muôn nơi đồng quê tỉnh độ Nam Mô